nhẹ nhàng tình cảm này nghiện đại. Đều mà nghe thành điêu. Điêu. Nghe giống như điêu. Cho con lính nghĩa đó rồi. Chị dựng dựng lên chút đi chụp hình này. Bấm 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 cho miếng bông. Bụng cô nếm được cái là nó dài á. Sướng sướng, đứng ngoài nhìn thấy sướng à. Vậy là mẹ của con cô vậy hả? Mẹ hay là chị? Mẹ là chị. Mẹ đứng bên thấy sướng, còn đứng còn đào. Không được cái dài. Dạ. Nói cho lấy được câu chịu được thì mình nên lấy hết chứ chị. Lấy hết chứ mình chừa lại làm gì. Mình thích đó, nhìn cứ lấy. Bắn lên như tự nhiên. Khoái đó. Khoái. Chị thuộc tiếp người là cũng thích xem nặng mụn rồi. Mình vô cái điện thoại này trong rồi. Cái này gỡ mà không ra nè. Nén sạch chứ sao? Không có máu mà như vậy. Dạ. Do chị nặng mạnh quá kìa. Em làm vậy đó, không có dấu tích gì luôn à. Thank you.
nói chung thì luôn học từ là chị không có được học đó. Dạ. Mà như em nặng là sẽ không bị bầm đâu. Siêu phẩm không Yến? Nhìn cái miệng rất là nhỏ. Cái này một chút nữa là chụp vô hình lớn ra con chi lớn ra rồi. Hoặc là nó giật mình. Không phê gì đâu con. Thấy cái mảng da rất là ok đúng không? Ừ. Không có bị chi luôn. Dạ. Em chích sao nhưng mà cứu lại không đau đâu ngay. Tại vì em chích vô đúng cái lỗ. Cái này mới đã nè. Em chích rất là sao luôn nhưng mà không đau. Không bị chế ngủ luôn nha, điện thoại mà đào ngủ tôi về mồm đào đó chứ nhưng mà không chịu được. Thèm biết mà ngày nay mới rảnh được đây đi học biết khỏi mà đứa nó bị nói kèm rồi. Đau quá, quá đã luôn. Dạ trời. Dạ. Chắc còn 3 cải chứ hả? Gần xong rồi đó hả? Dạ. Mấy phút rồi? 1 phút nữa thôi. Đang đã dễ sợ trời trời. Dạ. Bởi em bị đam mê nghề mụn là vậy đấy chị. Em đam mê nghề mụn là đây đây. À nhìn nó không xứ. Chị cũng thấy mấy cái cá mỏng dài mà nặng nó tung ra tự nhiên khó gì sợ. Nó nặng cá vô cái bu nặng hết. Thứ á mà lấy cá thôi chặt là lấy con mới. Nhưng mà cái này nó gọn chứ có nhiều cái khó lắm. Cái chân của mình cũng được mà tôi nên cái chân nó gọn tay nào. Dạ. Tung lên, tung lên. Chị không cho nó R7. Dạ đúng rồi. Với lại cô nén cũng ý thức nữa.